Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Hot mỗi ngày. Hy vọng quý vị đã có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm cuối cùng trước khi nhắm mắt, diễn viên Mai Phương vẫn dành trọn tình yêu cho con gái nhỏ. Một tháng trước khi qua đời, diễn viên Mai Phương dành chia sẻ cuối cùng cho con gái nhỏ. Sau hơn một năm điều trị ung thư, diễn viên Mai Phương đã qua đời. Thông tin được cố nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ khiến cho bạn bè đồng nghiệp bàng hoàng đau xót. Bởi trong suốt thời gian qua, Mai Phương luôn lạc quan, yêu đời, cố gắng chống chọi với bệnh tình. Theo tiết lộ của một người bạn thân, trước khi mất, Mai Phương phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Nữ diễn viên kháng thuốc, đau đớn nhưng luôn nỗ lực hết sức. Có lẽ Mai Phương phải cố gắng gượng vì cô vẫn còn con gái nhỏ. Chia sẻ cuối cùng của nữ diễn viên trên trang cá nhân cũng là bức ảnh mà bé La Vi vẽ tặng cô. Nữ diễn viên xúc động viết, con gái tôi vẽ đó thương lắm. Chia sẻ cuối cùng của Mai Phương dành trọn tình yêu cho con gái nhỏ. Trong suốt thời gian trị bệnh, Mai Phương luôn lạc quan vì con gái của mình. Bé luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.